cho Lâm một chuyến trải nghiệm vô cùng thú vị là được về Hồng Ngự vào mùa nước nổi, có về đây có ngâm mình ở trong cánh đồng nước như thế này, rồi có bắt từng con ốc rồi bắt từng con cá thì mới càng yêu quê hương mình thấm thiết, càng yêu được bà con của mình đã chân lấm tay bùn hàng ngày không ngại khó ngại khổ để bắt từng con ốc để mưu sinh, phục vụ cho những người dân của mình. Thì đứng giữa cánh đồng như thế này tự nhiên là muốn ca một câu vọng cổ quá. Lâm sẽ ca một câu vọng cổ nói về quê hương Hồng Ngự vào mùa nước nổi nha. Anh về quê em khi cánh đồng Hồng Ngự đang mùa nước nổi, nhìn dòng thượng giang đang chảy mênh mang khi nắng chiều tắt dối, nhìn lục bình trôi như đời rất là yêu quê hương Hồng Ngự vào mùa nước nổi phải không bà con? Quá tuyệt vời. Ok rồi, anh ngồi đó, anh ngồi bẹp luôn đó, anh ngồi bẹp bẹp, ngồi bẹp lên, anh ngồi, anh ngồi trang vậy, anh ngồi bẹp ngồi đắng rồi, đưa đít xuống nha, đưa đít xuống đây, đưa đít xuống đây, đưa đít xuống đây, hơi một hơi nha. Rồi mời Phúc Lập, Phúc Lập không phỏng vấn nè, em tính cho thành rồi đúng không?